Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ trình bày cái thuốc xanh Methylene trong điều trị bệnh cho cá cảnh. Thì công dụng của Methylene xanh nó có ba cái công dụng, đó là thứ nhất trị nấm, thứ hai là trị ký sinh trùng nguyên tính, ví dụ như là trùng miệng tơ, trùng trứng tròn đuôi roi, trùng điểm trắng, trùng bánh xe, trùng hình chuông, vân vân. Và thứ ba đó là có tác dụng giải độc axit nitric. Và chúng ta lưu ý là khi điều trị cá, chúng ta điều trị trong một hồ trị liệu riêng, không nên dùng hồ có lọc sinh học, bởi vì lọc sinh học sẽ làm mất tác dụng của thuốc. Các bạn có thể mua thuốc Methylene xanh ở tiệm thuốc Tây, hoặc nếu mà có bột Methylene thì ta có thể pha chế theo công thức như sau. Ta lấy 10 g bột Methylene pha trong 1 lít nước cất thì ta sẽ được dịch cái, và cái dịch cái này chúng ta bảo quản trong lọ không xuyên sáng hoặc là lọ nhựa. Thì cứ 1 ml dịch cái chứa 10 mg thuốc Methylene, và lưu ý là 1 ml dịch cái dùng cho 10 lít nước thì lúc này ta mới có cái nồng độ Methylene là 1 ppm. Thì dựa vào cái nồng độ ppm này chúng ta sẽ có cái liều lượng dùng điều trị cho cá cho nó thích hợp. Liều lượng sử dụng thông thường từ 1 đến 3 ppm, khi cần thiết ta có thể tăng lên thêm nhưng không nên vượt quá 4 ppm. Đối với trường hợp chống nhiễm khuẩn trứng thì dùng liều lượng 2 ppm là thích hợp. Với bệnh nhiễm ký sinh trùng ta cần dùng từ 2 đến 4 ppm thì hiệu quả điều trị nó sẽ tốt. Đối với bệnh trúng độc axit nitric và bệnh về hô hấp thì ta dùng 1 ppm là thích hợp nhất. Về thời gian tắm thuốc cho cá thì ta cần phải tắm thuốc cho cá mỗi ngày 2 đến 3 lần và liên tục trong 1 tuần. Khi thấy bệnh cá khỏi thì nên ngưng việc dùng thuốc và không nên tắm thuốc cho cá trong thời gian ngắn với liều lượng nhiều, vì dễ tạo kết tủa khi thuốc kết hợp với chất hữu cơ trong nước, nó làm giảm nồng độ của thuốc. Và lưu ý là khi sử dụng không được để thuốc tiếp xúc với các vật dụng bằng kẽm nhằm tránh sản sinh độc tố và giảm tác dụng của thuốc. Methylene xanh rất độc hại đối với thực vật, do đó không sử dụng trong bể cách trồng các loại rong tảo. Trong quá trình trị bệnh, không nên dùng máy lọc hoặc than hoạt tính để lọc nước, vì methylene xanh dễ tác dụng với than hoạt tính và đá vôi làm giảm hiệu quả của điều trị. Sau khi điều trị xong, chúng ta mới sử dụng than hoạt tính để lọc bỏ thuốc. Cảm ơn các bạn. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm like, chia sẻ và subscribe các bạn nhé.